Từ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đọc thấy Sơ Trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, chứng ba thứ bất thoái. Ba thứ bất thoái thảy đều trọn đủ: vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái. Đã chứng đắc nhưng chưa thể gọi là viên. Viên chứng ba món bất thoái là địa vị nào? Từ thức địa trở lên. Địa vị đã nâng lên cao bao nhiêu? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, cho tới thất địa trong thập địa. Địa vị đã nâng lên bao nhiêu? Nâng cao hơn 36 địa vị. Pháp môn này được gọi là pháp khó tin. Nói thật ra là hết sức khó tin. Quý vị nói những vị Bồ Tát bình thường tu đến địa vị này khổ cực lắm, tốn bao nhiêu thời gian mới đạt tới địa vị này, làm sao có thể vừa sanh về thế giới cực lạc bèn đạt tới? Đâu có đạo lý này. Do vậy Đức Phật nói pháp môn Tịnh Tông duy Phật giữ Phật phương năng cứu cánh. Đối với pháp môn Tịnh Độ, đẳng giác Bồ Tát giống như cách một lớp the ngắm trăng. Thời cổ chưa có thủy tinh, dùng la sa, lược là the đoạn. La là loại vải sa rất mịn, cách một lớp the để ngắm trăng, còn cách một tầng. Chỉ có thành Phật mới rốt ráo hiểu rõ, mới biết là chuyện ra sao. Bổn nguyện và oai thần của A-di-đà Phật chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy quý vị tới thế giới cực lạc có thể hưởng thụ, tức là được đãi ngộ giống như thất địa Bồ Tát. Hiện thời nói là đãi ngộ, hưởng thụ giống như thất địa Bồ Tát, A Duy Diệt Trí Bồ Tát mà, chẳng phải là hạng Bồ Tát tầm thường. Viên chứng ba thứ bất thoái khó có lắm, thật chẳng dễ gì tin tưởng được. Hạ hạ phẩm giảng sanh về cõi phàm thánh đồng cư, tới thế giới cực lạc cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Chúng ta đọc đoạn kinh văn nói về 48 nguyện, trọn chẳng thấy A-di-đà Phật bảo hạ hạ phẩm trong cõi phàm thánh đồng cư bị gạt ra ngoài. Ngài chẳng nói lời này, chẳng có câu ấy. Điều đó có nghĩa là hạ hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư cũng là A-duy Diệt Trí Bồ Tát. Do vậy thế giới cực lạc gọi là thế giới bình đẳng, thật sự bình đẳng. Do vậy trong yếu giải, Ngầu Ích Đại Sư giải thích chữ A Bệ Bạc Trí trong kinh Di Đà chính là chữ A Duy Diệt Trí trong kinh Vô Lượng Thọ. Tiếp theo câu ấy, Ngài nói quý vị đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói quý vị là Bồ Tát, thì phiền não tập khí chưa đoạn, một phẩm cũng chưa đoạn. Giảng sanh trong bậc hạ là chưa đoạn. Nói quý vị chẳng phải là Bồ Tát, thì quý vị hưởng thụ đãi ngộ giống như thất địa Bồ Tát. Do vậy Ngẫu Ích Đại Sư bảo chẳng thể nói quý vị là phàm phu, cũng chẳng thể nói quý vị là Bồ Tát, mà cũng có thể nói quý vị là Bồ Tát và cũng có thể nói quý vị là phàm phu. Tới thế giới cực lạc thân phận là như vậy. Đối với thân phận trong thế giới cực lạc, nếu chính mình thật sự tu đắc A Duy Diệt Trí, sẽ chẳng cần A Di Đà Phật gia trì nữa. Chính quý vị đã đạt tới chuẩn mức sống của bậc thượng thiện trong cõi cực lạc, chẳng cần A Di Đà Phật giúp đỡ.
chuyện này vẫn phải mất một khoảng thời gian. Đúng như Quán Kinh đã nói, hạ hạ phẩm giảng sanh phải tu 12 đại kiếp. Đại kiếp ấy là đại kiếp trong nhân gian. Nhưng trong thế giới cực lạc, thọ mạng của quý vị là vô lượng thọ. Cho nên 12 đại kiếp bất quá cũng giống như 12 ngày. Rất nhanh. Thời gian bên đó và thế giới chúng ta chẳng giống nhau. Vì vậy, đến thế giới cực lạc, thành tựu đặc biệt dễ dàng. Nếu chúng ta liễu giải chẳng thấu triệt chuyện này, không hiểu rõ lắm, sẽ thường làm lỡ một đời này. Vì sao? Chẳng chuyên tâm tu, hoàn toàn dồn hết thời gian vào tinh lực của chúng ta để tu pháp môn này, sẽ thành tựu rất nhanh. Thật sự phải buông xuống. Chẳng buông xuống sẽ chịu thiệt thòi to lớn. Vì thế kinh do Đức Phật nói, Tam Tạng Pháp Sư phiên dịch, Tổ Sư Đại Đức chú giải. Các vị ấy đều chẳng phải là phàm nhân. Từ chỗ này ta thấy các vị Phật Bồ Tát thật sự quan tâm, thật sự chiếu cố những chúng sanh mê hoặc điên đảo trong lục đạo. Vô lượng vô tận ân huệ, thế mà chúng sanh chẳng biết. Có biết thì mới biết báo ân, tri ân mới có thể báo ân. Chẳng biết ân làm sao có thể báo ân? Báo ân bằng cách nào? Y giáo tu hành, có thể vãng sanh trong một đời này chính là báo ân. Hạ hạ phẩm vãng sanh về cõi đồng cư cũng là báo ân Phật. Phật hoan hỷ, chẳng cô phụ Phật tổ. Hai chữ tông thú nói tới đây.